Hai tập cuối của Peacemaker vừa gây sốc, vừa giúp chúng ta giải đáp nhiều câu hỏi từ đầu TV series về nguồn gốc của nhân vật chính, của Butterfly và của cả cuốn nhật ký mà Adebayo giấu ở nhà Chris. Đồng thời, phim cũng chứa không ít chứng phục sinh liên quan đến Justice League và màn cameo vô cùng bất ngờ ở cuối phim. Vậy nên, chúng mình sẽ không để các bạn phải chờ lâu nữa, cùng bắt đầu ngay thôi. Lưu ý, phần sau đây sẽ tiết lộ toàn bộ nội dung của hai tập cuối Peacemaker, nên các bạn hãy cân nhắc trước khi xem. À, giọng mình nghe có hơi lạ bởi vì mình đang bị ốm nhé. Sau nhiều lần hé mở về cái chết của người anh trai Christopher Smith, thì đến tập 7, sự thật đã được vén màn. Năm xưa, Christopher và Keith Smith được cha hắn là Oki lôi vào một cuộc đấu tay đôi để mua vui cho những kẻ muốn cá cược. Hậu quả là Chris lỡ đà, trực tiếp gây nên cái chết cho người anh trai. Cuốn nhật ký mà Waller yêu cầu Adebayo giấu vào nhà Peacemaker thực chất không phải loại vũ khí được dùng để thao túng tâm lý hắn. Theo lời Adebayo, cuốn sổ đó sẽ đổ mọi tội trạng lên đầu Christopher trong trường hợp chiến dịch Butterfly của Argus thất bại và bị lực lượng chức năng phát hiện. How have you not seen Boondock Saints? It's a classic. Boondock Saints là phim hành động Mỹ ra mắt vào năm 1999, kể về hai anh em người Ireland theo đạo Thiên Chúa. Họ trở thành những người bảo vệ công lý, nhưng hoạt động ngoài vòng pháp luật. Ở phân đoạn săn lùng Peacemaker trong rừng, nhóm Aryan Empire phát hiện ra Vigilante lẻn lấy cắp xe của bọn chúng. Sau đó, hai tên trong số đó quay ra cãi nhau. Chúng không có tên riêng mà được gọi là Racist Thug và White Hood Wanker. Do chiếc mũ Peacemaker cái thiết bị theo dõi, nên Christopher phải móc nó vào một con trồn để đánh lạc hướng nhóm Aryan Empire. Hình ảnh con trồn có thể gợi nhắc người xem đến nhân vật Rocket Raccoon trong loạt phim Vệ binh Giải Ngân Hà, cũng của đạo diễn James Gunn. Oki Smith gọi nhạc rock mà Chris và người anh của hắn nghe hồi nhỏ là âm nhạc của quỷ dữ. Lời nhận xét này đã từng được nhạc sĩ, ca sĩ David Bowie dùng để trả lời phỏng vấn tạp chí Rolling Stone vào năm 1976. Tình cờ thay, David Bowie lại chính là người mà nhà văn Neil Gaiman lấy cảm hứng để tạo nên nhân vật Lucifer Morningstar trong đầu truyện rất nổi tiếng The Sandman. Người cha của Christopher đã để lại một vết thương, một nỗi ám ảnh lớn trong lòng của hắn, và cũng là kẻ đã gián tiếp biến hắn trở thành một kẻ có nhân cách lệch lạc. Trong cơn uất ức tột cùng, Chris bóp cò, kết liễu cha mình, như một cách để chấm dứt những ký ức ám ảnh thời nhỏ. Nhưng liệu như vậy là mọi thứ đã chấm dứt? Hãy chờ đến phần sau của video để chúng mình cùng giải đáp nhé! Go in there and we kick ass like Butch Cassidy and the Sundance Kid. They get slaughtered at the end of that film. Đây là tên gọi của bộ phim cao bồi, dựa trên hai tên trộm khét tiếng lịch sử của Hoa Kỳ là Robert và Harry. Theo các tư liệu còn sót lại, sau khi hoành hành đất Mỹ, chúng đã lui tới Argentina và Bolivia, rồi bỏ mạng tại đây vào tháng 11 năm 1908. Hashtag Me Too. Hashtag Me Too là phong trào được khởi phát trên mạng xã hội Twitter vào năm 2017 để nâng cao nhận thức và lên án các hành vi quấy rối, bạo hành tình dục. Chính các cáo buộc nhắm vào cựu nhà sản xuất Harvey Weinstein đã châm lửa mạnh mẽ cho phong trào này. Hồi năm 2018, sau khi bị sa thải khỏi Vệ binh Giải Ngân Hà, đạo diễn James Gunn đã nhận được sự ủng hộ cũng như ca ngợi từ Selma Blair, một diễn viên tích cực tham gia vào phong trào này. Ok, vừa rồi là những chi tiết mà bạn đã có thể bỏ qua ở tập 7, và cùng mình tiếp tục ở tập cuối với nhiều chi tiết thú vị hơn nữa nhé. Tựa game nổi tiếng Call of Duty đã được nhắc đến trong lời bài hát If You Really Really Love Me của Steel Panther. Phiên bản đầu tiên của tựa game được phát hành vào tháng 10 năm 2003 bởi Activision. Đến năm 2009, DC Comics có phối hợp cùng Activision để xuất bản loạt truyện tranh ngắn xoay quanh nhân vật giả tưởng Ghost của tựa game đình đám. Nhóm Justice League của DCEU đã được thoáng nhắc qua trong cuộc điện đàm giữa Adebayo và mẹ cô, Amanda Waller. Có vẻ như là Liên minh Công lý đang rất bận rộn với công việc bảo vệ thế giới nên không thể lập tức đến chi viện cho đội đặc nhiệm của Peacemaker. Nếu tò mò, thì các bạn có thể ghé qua video The Flash của phê phim để biết thêm các thông tin về thành viên của nhóm này trong tương lai nhé. Không chỉ là tên mũ bảo hiểm của Peacemaker, cụm từ Human Torpedo cũng đã từng xuất hiện trong truyện tranh của DC. Trong bộ truyện Black Hawk năm 1957, biệt đội Black Hawk đã cử một thành viên sử dụng một chiếc Human Torpedo, một loại ngư lôi thử nghiệm có chỗ nằm cho người điều khiển ở trong, để tấn công phản diện Octo và căn cứ dưới biển của hắn. Nhiệm vụ thành công mỹ mãn vì tên ác nhân và đồng bọn của chúng bị tóm gọn. Người hùng tiếp theo của DC bị Peacemaker bêu xấu là Green Arrow. Cũng giống như các siêu anh hùng khác phải dính thông tin thất thiệt từ Chris, mũi tên xanh bị coi là kẻ yếu đuối khi anh tham dự lễ hội của chương trình truyền hình My Little Pony trong trang phục hóa thân thành nhân vật chính là Twilight Sparkle. Rất nhanh chóng, Stephen Amell đáp trả rằng anh chưa kịp xem Peacemaker bởi đang bận dạy John Cena môn đấu vật thật sự sẽ trông như thế nào trên TV. Chi tiết Peacemaker đột ngột gặp lại cha mình đã phản ánh khá chính xác về cuộc đời của nhân vật này trong nguyên tác. Trong truyện, sau khi chứng kiến cha đẻ tự sát ngay trước mắt, Peacemaker đã bị ám ảnh vô cùng nặng. Ngay từ những nhiệm vụ đầu tiên, Christopher luôn gặp ảo giác về người cha, bị ông ta chửi mắng, chê bai là yếu đuối, thất bại. Khi cả nhóm hướng dẫn John Economos cải trang sao cho giống một kẻ bị Butterfly chiếm nhất, Hardcore
đã mang tên của Schwarzenegger ra để chửi. Vẻ vô hồn, không cảm xúc của Arnold Schwarzenegger trong nhân vật người máy T-800 của loạt phim Kẻ Hủy Diệt chính là vai diễn nổi bật nhất của nam diễn viên trên. Vậy nên, có thể nhóm của Peacemaker muốn John Economos học tập huyền thoại này. Trong quá trình quảng bá The Suicide Squad, James Gunn và John Cena đều mô tả Peacemaker là phiên bản khốn nạn của đội trưởng Mỹ, và nếu America's Ass có khiên, thì Peacemaker cũng vậy. Chắc hẳn người hâm mộ sẽ rất bất ngờ trước màn tái xuất của Liên minh Công lý ngay trong Peacemaker. Đây là một minh chứng cho thấy rằng James Gunn luôn nỗ lực liên kết TV series của mình với vũ trụ mở rộng của DC. Tuy vậy, lần này nhóm Justice League chỉ có 4 thành viên, gồm Aquaman, Wonder Woman, The Flash và Superman. Hai nhân vật lộ mặt là Aquaman của Jason Momoa và The Flash của Ezra Miller. Thậm chí, người cá và tia chớp còn tranh luận về tin đồn thất thiệt từ đầu TV series. Go fucking earth fish, asshole. Trong khi đó, James Gunn đã tự tiện thêm các cảnh của cameo, và ý tưởng này may mắn được Warner Bros. Cùng DC Films chấp thuận. Khi ông trao đổi với Jason Momoa, nam diễn viên đã rất thoải mái, kể cả khi TV series cũng có những câu đùa xúc phạm tới nhân vật của anh. Ezra Miller cũng hoàn toàn ủng hộ ý tưởng này nên đã được James Gunn mời tham gia vào phút cuối. Có thể bạn không ngờ, Ezra Miller trong bộ đồ The Flash không hề diễn cùng Jason ở cảnh quay này. Trong quá trình ghi hình cho Vệ binh Giải Ngân Hà phần 3, Marvel đã hỗ trợ đạo diễn James Gunn bổ sung anh chàng tốc độ vào TV series Peacemaker. James Gunn coi đây như hành động đáp lễ sau khi đội ngũ của DC giúp Gunn quay thử một phân cảnh của Chuck Woody cho phim Vệ binh Ngân Hà 3. Chúng ta đều biết rằng Peacemaker lấy mốc thời gian sau sự kiện của The Suicide Squad. Tuy nhiên, nếu so với các phim thuộc DCEU ra mắt năm 2022, Peacemaker sẽ nằm ở đâu? Nhiều khả năng, phim của Christopher Smith sẽ ra trước phim solo của The Flash. Dựa vào trang phục của Barry Allen, có thể thấy đây vẫn là bộ giáp được anh sử dụng kể từ Justice League 2017. Trong khi đó, theo mạch truyện phim riêng của anh, Barry sẽ có bộ đồ mới. Diễn viên đồng thể Batman cũng khoe bộ đồ Tactical Suit đã xuất hiện trong phiên bản Justice League 2017. Toàn bộ hồ sơ về chiến dịch Butterfly của Argus đã được HBO công khai với báo chí và có thể coi như sự chuộc lỗi với Peacemaker. Tuy nhiên, điều này cũng phản bội chính mẹ của cô, Amanda Waller. Có thể, mùa 2 của TV series này sẽ bắt đầu bằng một chiến dịch chống lại Peacemaker, HBO và đồng bọn, được khởi xướng bởi người đứng đầu Argus. Harcourt dính đạn vào phần sau hông khiến cô gặp chấn thương nặng và phải vất vả luyện tập để có thể đi lại bình thường. Hình ảnh của Harcourt cũng gợi chúng ta nhớ về quãng thời gian Barbara Gordon hay Batgirl bị liệt chân do dính đạn của Joker trong đầu truyện The Killing Joke. Batgirl đã đi lại được nhờ vào một ca phẫu thuật thực hiện ở Nam Phi, và hoàn toàn có khả năng Harcourt cũng sẽ được chữa trị như vậy. Và video bóc trứng của phê phim cho hai tập cuối cùng của Peacemaker đến đây cũng đã kết thúc rồi. Bạn nghĩ sao về màn cameo 4 người của Justice League? Lý do thật sự đằng sau việc Batman và Cyborg vắng mặt là gì vậy? Bạn đánh giá TV series này bao nhiêu trên thang điểm 10? Hãy để lại bình luận để chúng mình và các bạn khác cùng biết nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở Peacemaker mùa 2. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.